Jack tiếp tục bị tố đạo ca khúc Hoa Hải Đường và Đom Đóm, Virus bị gọi tên. Những ngày qua, bên cạnh Sơn Tùng MTP, Jack là cái tên bị nhiều người gọi tên nhiều nhất khi dính phải nghi án đạo nhạc. Từ Em Dì Ơi khi còn hợp tác với người cũ KSM, liên tục bị đưa ra mổ xẻ là ăn cắp ý tưởng từ Vì Ai Em Ra Đi của Akira Fan, đến một bản demo bị tố đạo nhái nhạc phẩm của Selena Gomez là It's Isn't Me. Lùm xùm kể trên chưa hết, Jack lại tiếp tục vướng đạo nhạc với hai ca khúc Đom Đóm và Hoa Hải Đường. Cụ thể, Hoa Hải Đường được cho là có sự tương đồng với Thiên Địa Vô Xương, bản nhạc phim truyền hình đỉnh đám màn ảnh Hoa Ngữ là Hương Mật Tựa Khói Xương. Trong đoạn clip so sánh, khi đặt hai ca khúc cạnh nhau sẽ thấy rõ điệp khúc với bản beat dồn dập có nét tương đồng. Trong khi đó, Đom Đóm lại được cho rằng lấy ý tưởng của Sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân. Nhiều người cho rằng Đom Đóm có vài câu hát gần như trùng lặp giai điệu với Sứ Thanh Hoa. Đặc biệt, Đom Đóm cũng là sản phẩm mà hot streamer Virus chịu trách nhiệm với vai trò music producer, sản xuất âm nhạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, loạt bản hit đình đám của Jack bỗng chốc đều bị khai quật vì nghi án đạo nhái. Tính riêng kể từ khi Jack tách ra solo, anh tung ra 3 sản phẩm thì đã có đến 2 dính vào lùm xùm đạo nhạc. Hiện Jack vẫn quyết định giữ im lặng cho tới thời điểm hiện tại. Trước đó vài ngày, Jack đã có động thái đầu tiên trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, anh chàng đăng tải hình ảnh khá mát mẻ cùng dòng trạng thái hashtag kèm icon bàn chân. Nhiều người cho rằng có vẻ như Jack đang ngấm ngầm khẳng định mình đã sẵn sàng đối đầu với anti-fan, đồng thời như một lời tuyên bố cây ngay không sợ chết đứng giữa lùm xùm đạo nhạc. Còn về phía KSM, ngày 8 tháng 10, anh tung clip anh đẹp đàn cho Rio hát ca khúc mới mang tên Một Chiều Mưa Bất Ngờ. Đoạn video lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả nhận xét giai điệu bài hát giống Don't Sleeve của nhóm Tiara. Một lần nữa, cộng đồng mạng đặt nghi vấn KSM đạo nhạc. Thậm chí, khán giả tìm xem video Tiara biểu diễn Don't Sleeve tại chương trình Music Hall năm 2012 và để lại những bình luận nhắc tên KSM. Có ai từ bản demo của KSM rồi qua đây nghe lại không? Mới nghe nói có ai đó đạo bài này. Lướt mạng xã hội thấy mọi người nói KSM đạo bài này nên tôi qua đây nghe lại, có vẻ giống thật. Tôi thấy tiết tấu hai bài rất giống nhau, một lần nữa KSM vướng tin đạo nhạc. KSM cho biết, video khán giả xem trên mạng mới chỉ là bản demo, chưa nói lên được điều gì. Bài hát được tôi sáng tác trong một lần dạo đàn, sau đó phải trải qua nhiều công đoạn để hoàn thiện bản phối và cho ra bản cuối cùng. Tiara là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất K-pop ở thập niên 2010 và cũng là nhóm có lượng fan trung thành, đông đảo ở Việt Nam. Do đó, tôi không bao giờ muốn gây tổn thương đến họ, cũng như làm tổn hại giá trị nghệ thuật, anh giải thích. Rio cho biết thêm, Một Chiều Mưa Bất Ngờ là bản ballad thuần Việt. Do đó, nam ca sĩ khá bất ngờ khi sản phẩm vướng nghi án đạo nhạc. Hồi trung tuần tháng 9, Ai Mang Cô Đơn Đi của KSM và APG cũng bị so sánh với Cheap của nữ ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin-yong. Khi đó, KSM thực hiện video chứng minh sự khác biệt giữa hai ca khúc. Nhà sản xuất sinh năm 1999 khẳng định hai tác phẩm có những nốt nhạc khác nhau.